8 điều thú vị có thể bạn chưa biết về Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia dài và hẹp, có hình dạng như chữ S, nằm ở Đông Nam Á trên rìa phía đông của bán đảo Đông Dương. Dưới đây là 8 nét quyến rũ của Việt Nam mà bạn nên biết. Thứ nhất, quê hương của hang động lớn nhất thế giới. Hang Sơn Đồng là hang động lớn nhất thế giới. Hang động nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO công nhận. Hang động này kéo dài hơn 9 km, với vị trí trần hang cao nhất lên đến 200 m. Thứ hai, vùng đất của những ngôi đền nghìn tuổi xây bằng gạch. Khu đền tháp Mỹ Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam. Di tích này bao gồm các đền tháp Hindu được xây dựng từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 13. Thứ ba, những ngọn núi, đầm phá và bãi biển. Làng chài Lăng Cô, làng được bao bọc bởi dãy Trường Sơn hùng vĩ và đầm Lập An rộng lớn huyền bí. Bãi biển dài 10 km này là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Thứ tư, Việt Nam có địa điểm ngắm cảnh lý tưởng nhất để chơi cờ với đế thích, nằm trên đỉnh bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng, cao khoảng 700 m so với mực nước biển. Đỉnh bàn cờ thực sự là một địa điểm lý tưởng để du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố. Thứ năm, rồng không chỉ là một biểu tượng. Theo quan niệm dân gian Việt Nam xưa, người Việt là con cháu rồng. Đối với người Việt, con rồng mang mưa, một điều thiết yếu cho nông nghiệp. Rồng Việt là biểu tượng của dương trong âm dương, đại diện cho vũ trụ, sự sống, sự tồn tại và phát triển. Thứ sáu, những cây cầu tuyệt vời. Việt Nam có nhiều cây cầu đẹp đáng chiêm ngưỡng. Đây là chùa Cầu, cây cầu cổ nhất còn sót lại trên khắp Việt Nam. Nó được xây dựng vào năm 1595 tại phố cổ Hội An, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Thứ bảy, những món ăn cân bằng theo ngũ hành. Nhiều món ăn Việt Nam bao gồm ngũ vị, cơ bản, cay kim, chua mộc, đắng hỏa, mặn thủy, mọt thổ và ngũ sắc, trắng kim lại, xanh lục mộc, vàng thổ, đo hỏa và đen thủy. Thứ tám, bùng nổ với sự đa dạng sinh học bản địa thú vị, địa hình đồi núi, rừng rậm, đầm lầy và đường bờ biển dài của Việt Nam tạo nhiều môi trường sống khác nhau cho nhiều loại động vật hoang dã. Khoảng 270 loại động vật có vú, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng cư và 800 loài chim cư trú ở Việt Nam.